Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Sao Hoa và ngay sau đây hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày nhé. Trang Sina đưa tin, thời gian qua trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Triệu Lệ Dĩnh bị tòa án Thượng Hải kết tội hết giá cát xe vượt quá mức quy định, sử dụng thủ đoạn trốn thuế tinh vi. Ngay lập tức, tin đồn này khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Không ít netizen bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng sau đặng luân, nữ diễn viên họ Triệu trở thành nhân vật tiếp theo bị phát xác hành vi vi phạm pháp luật. Trong một bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội, một netizen tung tin, năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh nhận lời đóng vai chính trong bộ phim Ai là hung thủ, nhận số tiền cắt xê là 156 triệu tệ, tương đương là 548 tỷ đồng, nhưng không khai báo trung thực. Cộng tất cả các khoản số tiền trốn thuế của Triệu Lệ Dĩnh lên tới con số hơn 45,2 triệu tệ, tương đương là 162 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi có thông tin này, rất nhiều fan đã phát hiện ra các số liệu về tiền cắt xe, tiền trốn thuế trong bài viết lan tràn trên mạng xã hội hoàn toàn trùng hợp với thông tin trong vụ trịnh sảng trốn thuế. Những kẻ tung tin ác ý cố tình bị đặt tin đồn nữ diễn viên họ triệu vướng bê bối trốn thuế để bôi nhọ hình ảnh và danh tiếng vì vụ việc này mà văn phòng luật sư đại diện của triệu lệ dĩnh đã có thông cáo báo chí chính thức phủ nhận thông tin nữ diễn viên trốn thuế và tuyên bố sẽ khởi kiện những tài khoản tung tin đồn thất thiệt phía triệu lệ dĩnh quyết tâm đưa vụ việc ra tòa nhờ pháp luật xử lý những kẻ bôi nhọ nữ diễn viên Trong thời gian gần đây, tin tức về một bộ phim cổ trang truyền thể mới được dự báo là có đầu tư cực lớn đang hot dân dân trên mạng xã hội xứ tỷ dân. Theo các thông tin ngay ngóng được thì Trần Tiểu Vân, Viên Bằng Nghiên và Triệu Lệ Dĩnh là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí nữ chính. Và dĩ nhiên là Triệu Lệ Dĩnh đang được dự đoán là cái tên có triển vọng nhất để trở thành nhân vật quan trọng nhất của bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết Xuân Hoa Yếm trước hết phải nói đến nội dung của xuân hoa yếm trước đã như vậy chúng ta mới có thể hiểu được vì sao người hâm mộ lại không mấy hài lòng nếu cô nhận vai trong bộ phim này dù nó có thể sẽ là một chế tác lớn trong thời gian tới dù có thể là tác phẩm được đầu tư mạnh về mặt diễn viên và tài chính nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nguyên tắc của xuân hoa yếm có nội dung thực sự khó tả Khác với mô típ thông thường trong bộ truyện này, nữ chính là tử sĩ trung thành tuyệt đối của nam chính. Cô bị nam chính dùng làm bia đỡ, bắt phải uống thuốc độc. Đã thế sau khi nam chính bị ám hại dẫn tới liệt toàn thân, mọi việc chăm lo hầu hạ là do nữ chính đảm nhận. Thế nhưng thay vì biết ơn và giải độc cho nữ chính, nam chính lại cháo thuốc giải khiến nữ chính uống phải thuốc câm. Sau hàng loạt những tình tiết cầu huyết bị hại thê thảm, nhưng nữ chính vẫn quyết lấy ơn báo oán thì nam chính đã quyết định trả ơn cô bằng cách cả cô cho một thái giám để mình tiện bề ân ái với Bạch Nguyệt Quang đúng thế là gả nữ chính cho một thái giám và đến lúc này thì nữ chính tỉnh ngộ và quyết tâm rời khỏi nam chính nhưng bạch nguyệt quang sinh ra là để tạo nét giúp nam chính có cơ hội tìm lại nữ chính vì bạch nguyệt quang trúng độc nam chính đã mắt dây may dạn tới nhiều vả nữ chính và nhận được sự đồng ý đến đoạn này thì chắc hẳn nhiều người sẽ hét lên trong sự tức tối vì sự thánh mẫu của cô sau đó thì Bạch Nguyệt Quang được chữa khỏi và ghen ngược, cô tương kế tiểu kế giả vờ mình muốn lấy mạng Bạch Nguyệt Quang và bị ả khiến cho đăng xuất khỏi trái đất. Cũng vào lúc này thì nam chính mới nhận ra tình yêu đích thực của mình là nữ chính. Anh ta cõng nữ chính đi khắp nơi, thay quần áo, giúp ăn cơm để rồi cuối cùng nữ chính được cứu, hai người nắm tay hạnh phúc mãi về sau. Không biết rồi biên kịch sẽ phải cải biên thế nào để tác phẩm này được phép lên sóng nữa. Xuân Hoa Yếm vì thế mà chưa bắt đầu quay cũng đã nổi tiếng. Cũng chính vì những lý do trên, không ít người hâm mộ phải đặt ra một câu hỏi. Nếu chịu Lệ Dĩnh nhận vai nữ chính thì kế hoạch thay đổi hình tượng của cô sẽ thế nào đây? Phải nói rằng trong thời gian qua, nàng tiểu hoa đã thực sự nỗ lực rất nhiều, thế nhưng việc nhận phim của cô có vẻ vẫn còn tồn tại nhiều lưỡng lự. thể thấy qua việc trước khi nghỉ sinh triệu lệ dĩnh tham gia minh lan chuyện khiến khán giả tin tưởng cô đang thay đổi hình tượng theo hướng thanh y nhưng đáng tiếc là sau khi trở lại cô vẫn tiếp tục nhận phim của trang võ hiệp hữu phỉ một con đường quá đỗi quen thuộc của nữ diễn viên từ trước tới nay và hoàn toàn không thể giúp cô thay đổi hình tượng sang hướng thực lực tiếp đó thì cô liên tục có những tác phẩm theo hướng chính kịch như ai là hung thủ hạnh phúc đến vạn gia dã man sinh trưởng. Nếu giữ vững cách trận các kịch bản với nội dung đầu tư mang hơi hướng chính kịch và sẵn sàng rất bảo hoàn toàn lưu lượng của các bộ phim truyền thể thần tượng, Triệu Lệ Dĩnh mới có thể thực sự có được vị trí vững chắc trong hàng ngũ diễn viên thực lực. Hy vọng rằng sau những bộ phim chính kịch vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh sẽ không chọn cách quay trở về đường cũ dù cho là để xả hơi hay vì không thể chống lại sức hấp dẫn từ bộ phim chưa quay đã hot này. Bởi nếu cô nhận một bộ phim truyền thể có nội dung như Xuân Hoa Yếm, thì có lẽ con đường bước lên hàng diễn viên thực lực sẽ ngày càng xa tầm tay với mà thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên top sao hoa và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo